Xin chào mọi người. Mình đang vừa mới tới chỗ làm. Hôm nay thì mình đi làm buổi tối. Thì bây giờ mình vừa mới đậu xe xong, mình sẽ đi vô chỗ làm. Mình sẽ quay chỗ làm cho mọi người xem nhé. Đây là chỗ làm của mình. Văn phòng bây giờ đang là trống trơn tại vì là buổi tối. Chỉ có một người đi làm thôi, đó là mình. Đã buổi tối chứ bây giờ đang là 4 giờ. 4 giờ chiều thì mình sẽ làm cho tới buổi tối. Mọi người nhìn ra nè, đó, đồng nghiệp mình trang trí. Đẹp ghê chưa? Rồi, đây là cái bếp nhỏ nhỏ nhưng mà không có cái gì hết. Toàn là chứa đồ ăn thôi. Quay ngược lại. Hôm nay mình muốn quay cho mấy bạn xem công việc của một người y tá bên Hà Lan là như thế nào. Chắc là mọi người cũng ngạc nhiên lắm ha, thấy mình mặc đồ như vậy mà nói đi làm y tá. Mà thật ra là tại vì y tá bên Hà Lan á, mình không có làm trong bệnh viện mà mình làm tại nhà của những người già, tức là mình đi tới nhà họ, mình chăm sóc, mình làm những công việc mà của một người y tá làm, thay vì trong bệnh viện thì mình làm ở nhà, chỉ vậy thôi. Cho nên là mình mặc những bộ đồ rất là đơn giản. Có những chỗ làm á, thì phải mặc đồ y tá đàng hoàng, có đồng phục. Nhưng mà chỗ làm của mình thì mọi người không có đồng phục, mọi người lại chỉ mặc đồ giống như đồ đi ra ngoài bình thường thôi. Cho nên đó là lý do tại sao mình cũng mặc đồ rất là bình thường. Thì trước khi mình đi vô chỗ làm á, mình phải đọc báo cáo. Đây nè, mình phải đọc báo cáo trước khi mình đi vô chỗ làm. Mình đi làm, mình cứ nói mình đi vô chỗ làm, mình đang ở chỗ làm rồi. Mình đọc báo cáo xong thì bắt đầu mình lấy xe của công ty rồi mình chạy tới nhà của những khách hàng. Xong rồi sau đó mình cứ làm đến khi nào mà mình xong hết việc thì thôi. Mình á thì có được cái giờ nghỉ lao của mình á, thì là mình muốn nghỉ giải lao lúc nào thì mình nghỉ giải lao, chứ mình cũng không có thời gian quy định là mấy giờ thì mới được nghỉ giải lao, hoặc là làm xong bao nhiêu khách hàng mới được nghỉ giải lao thì không có. Tại vì mình đi làm tại gia đình, tại nhà, cho nên là mình cứ thấy mình làm xong mình cảm thấy đói thì mình ăn, mình không thấy đói thì mình làm tiếp. Rồi để mình coi nha, hôm nay công việc của mình là tới khoảng 10 rưỡi, trên giấy tờ là 10 rưỡi, nhưng mà ví dụ như mà mình làm xong sớm, tức là không có chuyện gì xảy ra hết, mọi chuyện đều suôn sẻ, thì có thể 10 giờ là mình đã xong rồi. Nhưng mà để xem nhé, hôm nay mình làm tới mấy giờ, mấy bạn sẽ cùng mình xem nhé. Bây giờ mình đọc báo cáo nha. Xin chào mọi người. Bây giờ là mình đã mặc đồ xong rồi, mình đã vào xe của chỗ làm. Bây giờ mình chạy đến nhà khách hàng đầu tiên. Mấy bạn không biết mình có quay được từ đây đến nhà đó không, tại vì mình không có cái chỗ để cái điện thoại nè. Cho nên thôi mình dừng quay ở đây, lát nữa khi nào mình tới nơi rồi thì mình quay tiếp ha. Mình vừa tới nhà khách hàng đầu tiên rồi, bây giờ mình sẽ đi ra khỏi xe. Rồi mình đi vô nhà khách hàng, nhưng mà vì công việc này á, mình không có được chia sẻ giống như là những thông tin của khách hàng ở trên cho những người khác, cho nên là mình sẽ không thể nào quay trực tiếp công việc của mình được, cũng như khu nhà của người khách hàng mình đang ở. Cho nên mình chỉ quay như thế này thôi, ở trong xe chia sẻ với mấy bạn thôi nha. Cho nên bây giờ mình sẽ lại dừng tại đây, rồi lát nữa mình quay tiếp cho mấy bạn xem. Mấy bạn ơi, đây là bữa tối của mình mua của trong siêu thị á, nó bán sẵn như vậy, cái xong rồi mình mang tới chỗ làm, mình chỉ cần hâm lên thôi là cái có đồ ăn.
khỏi phải nấu gì hết. Mình rất là lười nấu ăn. Rồi bây giờ mình đang được nghỉ giải lao, để mình quay lại. Đây nè mọi người, cái hộp cơm của nó này là như thế này. Bây giờ mình mới nghỉ giải lao để coi coi bây giờ là mấy giờ. Bây giờ đang là 8:30 tối. Mình ăn xong chỗ này cái là mình cũng đi, mình sẽ lấy cái xe của mình không lấy xe chỗ làm nữa. Mình sẽ lấy xe của mình rồi mình chạy tới những cái khách hàng cuối cùng, xong rồi mình đi về nhà luôn. Thì mình nghĩ là khoảng 10 giờ gì đó là mình xong. Thì vậy thôi, bây giờ mình ăn nha. Trộn lên cái nè. Mình ăn uống rất là bụi đời á, kiểu như có gì ăn đó chứ cũng không có quan trọng lắm. Nhất là mang đồ đi đến chỗ làm này nè là mình cũng mua thôi. Chứ cũng chẳng có nấu nướng gì đâu. Nhiều bạn cũng thắc mắc á, bạn bè của mình cũng vậy, thắc mắc không biết là cái công việc này là làm cái gì, đi tới từng nhà rồi làm cái gì. Thì công việc nói thật ra thì cũng đơn giản thôi, mình làm với chủ yếu là với người già, mình làm cho người già cho nên thành ra là phát thuốc, chích thuốc, đo độ đường trong máu, kéo vớ tĩnh mạch ra. Không biết mình dịch đúng không, bên đây gọi là stone caution, thì tiếng Việt mình nghĩ là vớ tĩnh mạch chứ mình cũng không biết tiếng Việt gọi là cái gì. Thì buổi sáng thì họ phải mang cái vớ đó đi, rồi buổi tối thì sẽ có người tới gỡ cái vớ đó ra. Rồi gì nữa, thay đồ, những người mà họ không thể thay đồ được nữa thì mình cũng thay đồ cho họ. Rồi mình cũng hâm đồ ăn cũng giống như vậy nè, họ cũng có sẵn những cái đồ ăn đã nấu sẵn rồi, mình chỉ bỏ vô máy hâm thôi. Hâm lên xong rồi cái họ tự họ ăn chứ mình cũng không cần phải giúp đỡ, mình cũng không có dọn dẹp gì hết, mình chỉ hâm lên thôi. Tại vì có những người họ mắt kém á, họ không có thể tự hâm đồ ăn, họ không có gỡ được mấy cái miếng folie ra giống như mình. Thì mình sẽ tới giúp họ làm những công việc đó. Rồi cũng có người ví dụ như người khuyết tật á, tức là ngồi xe lăn á, rồi họ tay chân họ không có hoạt động được bình thường như mình, thì mình sẽ giúp họ hâm đồ ăn rồi đút ăn vậy đó. Rồi vậy thôi, công việc đơn giản vậy thôi. Còn đó là công việc buổi tối ha. Công việc buổi sáng thì nó sẽ đa dạng hơn. Ví dụ như hôm nào mình làm buổi sáng thì buổi sáng đủ loại hết. Thì cũng là tắm rửa, thay quần áo, đeo vớ tĩnh tĩnh mạch, phát thuốc, chích thuốc. Nhưng mà nó còn thêm nhiều gọi là gì nữa, nhiều kỹ năng khác của ngành y tá thì thường là làm ban ngày hơn. Ví dụ như là mang cái túi tiểu á, rồi đút ống tiểu vô, trời ơi mình không biết tiếng Việt gọi là cái gì, ví dụ tiếng Hà Lan họ gọi là catheterisia đó, rồi catheter á, rồi mấy cái túi stoma, những người mà họ họ làm phẫu thuật về đường ruột á, rồi cái họ cái khúc ruột của họ mất, họ không có cái khúc ruột cuối cùng của họ mất rồi đó, thì họ sẽ dùng một cái gọi là cái stoma, thì mình cũng chăm sóc cái đó. Rồi gì nữa, swaddle là gọi là bó chân, tiếng Việt mình gọi là bó chân.
Nói chung là đủ thứ. Những cái việc y tá làm thì mình thấy là những cái đó thì cũng có, nhưng mà thật ra là cũng không có nhiều đâu, mình kể ra vậy thôi, cũng có nhưng mà không có nhiều, còn chủ yếu vẫn là tắm rửa người già, thay quần áo, đeo vớ tĩnh mạch, phát thuốc, chích thuốc đó, những cái đó là tới nhiều nhất á, có nhiều nhất á. Xong rồi ban ngày á thì bác sĩ nè, rồi nhà thuốc, rồi này nọ, họ mở cửa, thì ban ngày mình sẽ có thêm những cái công việc gọi là văn phòng khác nữa, làm hồ sơ rồi gọi điện cho bác sĩ, gọi điện cho các phòng thuốc, rồi để giống như là trao đổi ý kiến với nhau, rồi làm hồ sơ cho các khách hàng. Ví dụ như hồ sơ là lúc mình cũng phải up to date chứ đúng không, đâu phải hồ sơ mà 2-3 năm trước mà cứ như vậy hoài, mình cũng phải thay đổi nữa. Thì đó, những công việc đó mình cũng làm, mà cái đó là việc ban ngày thôi, còn ban tối thì mình chỉ làm những công việc rất là nhanh đơn giản mà mình vừa mới kể cho mấy bạn nghe. Rồi một ca làm việc của mình là như vậy đó mấy bạn. Bây giờ mình lên xe chạy về nhà. Đơn giản vậy thôi. Bây giờ đang là mấy giờ nhỉ? Mình coi, chắc khoảng 10 giờ rồi đó. Chính xác luôn, 10 giờ. Tự nhiên mấy bạn thấy mình làm từ 4 giờ đến 10 giờ rồi, có nghỉ giải lao này nọ nữa. Thì công việc cỡ chừng 6-7 tiếng đồng hồ thôi. Mình muốn làm thêm giờ thì cũng được, nhưng mà mình công việc ngày hôm nay thì chỉ khoảng 6 tiếng đồng hồ. Camera này mình nhỏ con á, cho nên không có thấy mặt mình. Bây giờ mình chạy xe về nha. Mình đứng ở đâu nè, đứng đây cho nó sáng tí. Lần sau có gì vui thì mình sẽ quay tiếp cho mấy bạn coi ha. Bye.